Quỳnh và Tiến Lợi, kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thế giới quanh ta. Sau đây là những nội dung chính sẽ được giới thiệu trong chương trình hôm nay. Chương trình biểu diễn Beyond Life của làng K-pop được phát sóng trực tuyến. Hai cô bé ở Mỹ đọc truyện mỗi tối cho trẻ em khắp nơi cùng nghe. Hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, cá heo bơi trong làn nước phát quang. Quý khán giả, những ai yêu thích K-pop chắc hẳn khó có thể bỏ qua chương trình biểu diễn âm nhạc sôi động của những nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc như Super M, Wavy, NCT 127. Công ty giải trí SM đang tổ chức chương trình âm nhạc trực tuyến có thu phí Beyond Life trong những ngày cuối tuần từ nay đến giữa tháng 5. Theo công ty giải trí SM, Beyond Life là một chuỗi các buổi biểu diễn được phát sóng trực tiếp đến trên 100 quốc gia. Khác với các nhạc hội thông thường, những nhóm nhạc của công ty SM biểu diễn trên sân khấu không có khán giả thực mà chỉ có khán giả ảo. Một loạt các hiệu ứng hình ảnh 3D và đồ họa đặc trưng của ứng dụng livestream được sử dụng để tăng hiệu quả hình ảnh và sự sống động của sân khấu. Trong chương trình, các ca sĩ cũng tương tác trong thời gian thực với người hâm mộ qua nền tảng trò chuyện trực tuyến. Theo công ty giải trí SM, thì Beyond Life là một trong những chương trình biểu diễn K-pop trực tuyến quy mô lớn đầu tiên được tổ chức. Nhóm nhạc Super M gánh lấy trọng trách trong buổi biểu diễn đầu tiên của chương trình này. Trong những kỳ phát sóng tiếp theo sẽ lần lượt đến các nhóm nhạc Wavy, NCT, Cream, NCT, 127. Đối với trẻ em, được cha mẹ đọc sách cho nghe mỗi tối trước khi ngủ là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như vậy. Hiểu được điều đó, hai cô bé Zaria và Hailey sống ở bang Delaware, Mỹ đã quyết định mang niềm vui đến cho các bạn nhỏ bằng cách đọc truyện mỗi tối và phát trực tiếp trên mạng xã hội để ai cũng có thể nghe. Mỗi tối, Zaria 14 tuổi và em gái Hailey 9 tuổi đều bố trí thiết bị chuẩn bị đọc truyện cho trẻ em khắp mọi nơi nghe trước khi ngủ. Chương trình của các em được phát trên trang mạng xã hội cá nhân vào lúc 20 giờ giờ địa phương, từ thứ Hai đến Chủ nhật, không bỏ sót ngày nào. Zaria cho biết không chỉ các bạn nhỏ kém may mắn mà đôi khi nhiều bậc cha mẹ cũng mở chương trình của hai chị em để cùng theo dõi với con họ. Hiện Zaria và Hailey đã đọc được hơn 159 quyển truyện và sách trên chương trình trực tiếp. Hầu hết trong số đó đều được mượn từ thư viện địa phương. Thông thường các quyển sách sẽ được chọn ngẫu nhiên, song vào những ngày lễ đặc biệt, hai chị em sẽ chọn sách theo chủ đề sự kiện. Nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại lời cảm ơn trong phần bình luận và cho biết chương trình ý nghĩa của chị em Zaria và Hailey đã mang đến cho họ nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý khán giả, đất nước Hà Lan vừa tiến hành kỷ niệm ngày quốc dương, tức sinh nhật lần thứ 53 của nhà vua William Alexander hôm thứ Hai 27 tháng 4 vừa qua. Và như mỗi năm cứ vào dịp này là người dân thủ đô Amsterdam lại bắt gặp người hát rong nổi tiếng Reinier Schipkes biểu diễn trên thuyền. Từ lâu, hình ảnh người hát rong Reinier Schipkes đã trở nên quen thuộc vào ngày lễ trọng đại này của Vương quốc Hà Lan. Năm nay cũng vậy, ông xuất hiện trên con thuyền được trang hoàng đẹp mắt cùng với những chiếc kèn đồng và chiếc đàn thùng quen thuộc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, mọi người không thể tụ tập xem người hát rong Reinier Schipkes biểu diễn như mọi năm. Dẫu vậy, sự xuất hiện của ông tại khu vườn của một viện dưỡng lão ở Amsterdam đã khiến các cụ nơi đây thích thú. Thật đặc biệt, chúng tôi như được tặng một món quà hay. Các con tôi sẽ rất thích khi biết rằng tôi có dịp gặp người hát rong ở đây. Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức hiện nay, ngành du lịch nhiều nơi đang nỗ lực tìm hướng đi mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững sau này. Nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển hình thức du lịch trực tuyến, du lịch thực tế ảo. Các bạn có thấy rõ những con voi, những con sư tử không? Cứ việc thoải mái ngồi ở nhà, chúng tôi sẽ đưa bạn tham quan hai khu bảo tồn động vật hoang dã gần công viên quốc gia Kruger nổi tiếng thế giới. Tất cả đều sống động như bạn đang có mặt tại đây vậy. Hiện tất cả các công viên quốc gia tại Nam Phi đều tạm đóng cửa để duy trì hoạt động cũng như mang đến trải nghiệm mới lạ cho mọi người trong thời gian tuân thủ lệnh cách ly. Công ty Wild Earth đã cung cấp chương trình truyền hình trực tiếp tour tham quan về các khu bảo tồn gần công viên Kruger. Các chuyến tham quan do những chuyên gia về động vật hướng dẫn, nên người xem có thể đặt câu hỏi về những gì họ đang nhìn thấy trên màn hình.
Điều đó mang đến cho mọi người cảm giác như đang thực hiện chuyến tham quan trên thực tế. Hiện Wired phát trực tiếp 2 tour mỗi ngày trên nhiều nền tảng mạng xã hội, cũng như một số kênh truyền hình trên thế giới. Chỉ riêng trên YouTube, mỗi chuyến tham quan thu hút khoảng 70.000 lượt người xem. Số lượt khán giả xem trực tiếp cho mỗi chuyến tham quan đã tăng gấp 3 lần so với trước. Con số này không ngừng tăng lên theo từng ngày. Rõ ràng có một nhu cầu rất lớn từ hình thức du lịch như thế này. Nếu muốn tìm hiểu về văn hóa lịch sử, thì du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn bởi nhiều viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật trên thế giới cũng đang mở các tour tham quan ảo. Viện bảo tàng Vasa ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã phục vụ như vậy hàng ngày trong thời gian qua. Đóng cửa viện bảo tàng không có nghĩa là chúng tôi không có khách tham quan. Hiện mỗi ngày đều có một lượng du khách tham quan online khi chúng tôi thực hiện các tour trực tiếp kéo dài gần 30 phút. Hiện trên mạng Internet cũng có các sản phẩm tham quan những kỳ quan của thế giới. Du khách chỉ cần chọn địa điểm và thời gian để thực hiện chuyến đi ảo của mình. Dù hình thức du lịch ảo vẫn còn một số hạn chế so với du lịch thực tế, song nó đang mang đến nhiều niềm vui cho mọi người trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội. Theo các chuyên gia, đây có thể là cơ hội để mở rộng hình thức du lịch thực tế ảo trong tương lai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình Thế giới quanh ta của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, người dân ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha thường xuyên bắt gặp hình ảnh những siêu hùng như là người dơi, người nhện, thần sấm tham gia dọn vệ sinh đường phố, tỉa cây trong công viên. Họ là những tình nguyện viên tham gia vào sáng kiến các siêu anh hùng chăm lo cho thành phố. Ở thành phố Lisbon có từ 80 đến 300 tình nguyện viên, mỗi ngày luân phiên tham gia các công tác xã hội. Họ quá trang thành một loạt các nhân vật siêu anh hùng trong tiểu thuyết hay phim ảnh và làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Từ dọn vệ sinh nơi công cộng, sửa chữa ống nước, đến việc đi mua hàng hóa giúp những người cao tuổi. Sáng kiến này vừa nhằm tôn vinh những nhân viên công tác xã hội trong thời gian dịch bệnh như những siêu anh hùng, vừa góp phần chia sẻ công việc với họ giữa lúc số người cần giúp đỡ gia tăng do quy định cách ly xã hội. Với sáng kiến nói trên, nhà chức trách thành phố và các tình nguyện viên muốn truyền đi thông điệp tri ân những người làm công tác xã hội. Với những đóng góp thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng, trong lúc đa số người dân hạn chế ra đường để tránh dịch. Một người phụ nữ ở thị trấn Easton, bang Massachusetts, Mỹ đã nghĩ ra một trò đùa thú vị để giữ cho bản thân bận rộn và mang lại tiếng cười vui vẻ cho cha mẹ trong những ngày cách ly ở nhà. Đó là trò đùa gì? Mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Là một người có khiếu hài hước, chị Kristen Vodler đã lên kế hoạch âm thầm thay thế 12 bức ảnh chân dung gia đình treo trên tường bằng 12 bức tranh do chính tay chị vẽ bằng viết chì màu. Tất nhiên là cha mẹ của chị không hề biết kế hoạch này. Mỗi ngày, chị Fodler vẽ một bức ảnh chân dung bằng những nét bút chì đầy màu sắc, rồi thay vào vị trí một tấm ảnh trên tường. Chị Fodler chia sẻ có lúc chị phải trốn trong phòng tắm trong quá trình thực hiện kế hoạch này. Suốt 12 ngày đó, cha mẹ của chị vẫn không hề nhận ra điều bất thường xảy ra với số ảnh chân dung của gia đình. Khi được chị Fodler cho hay về sự thật bất ngờ của chị, cả gia đình đã có khoảnh khắc bật cười vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, mặt trăng luôn có sức hút rất lớn với con người. Nhằm phục vụ các sứ mệnh khám phá vệ tinh tự nhiên này của trái đất trong tương lai, một nhóm các nhà khoa học Mỹ mới đây đã lần đầu tiên công bố bản đồ địa chất toàn diện và chi tiết nhất về mặt trăng. Bản đồ được dựng theo mô hình 3D này không chỉ để quan sát mặt trăng dễ dàng hơn, mà nó cũng sẽ là công cụ đắc lực cho các sứ mệnh khám phá mặt trăng trong tương lai. Thông tin mà bản đồ cung cấp giúp các phi hành gia lựa chọn những điểm hạ cánh phù hợp và các khu vực đáng để nghiên cứu khoa học. Với tỷ lệ 1/5 triệu, bản đồ được tổng hợp từ dữ liệu của 6 bản đồ thời tàu vũ trụ Apollo cũng như các hình ảnh vệ tinh gần đây. Mặt trăng có lớp vỏ, lớp phủ và lõi, nhưng nó không có các mảng kiến tạo như trái đất. Một trong những cách để hiểu rõ hơn về địa chất của mặt trăng là lập biểu đồ lịch sử 4,5 tỷ năm của nó, từ sự ra đời, phát triển và những lần va chạm trong lịch sử di chuyển. Đây là lần đầu tiên toàn bộ bề mặt mặt trăng được lập thành bản đồ hoàn chỉnh, điều hết sức cần thiết cho các sứ mệnh khám phá mặt trăng cũng như nghiên cứu về lịch sử cổ đại của nó. Bản đồ cũng có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng những người nghiên cứu khoa học và giáo dục. Một nhiếp ảnh gia mới đây đã ghi lại được thước phim sống động về hiện tượng tự nhiên hiếm gặp ở vùng biển ngoài khơi bang California của Mỹ. Theo đó, một đàn cá heo nơi đây trông như đang phát sáng khi bơi trong làn nước biển có tảo phát quang sinh học.
Nhiếp ảnh gia Patrick Coyne là người đã may mắn ghi được hình ảnh về đàn cá heo như phát sáng khi bơi cạnh một chiếc thuyền ngoài khơi thành phố Newport. Anh Patrick Coyne đã miêu tả rằng đây là khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong cuộc đời làm nhiếp ảnh của anh. Đoạn video này hiện có gần 6.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook và hàng triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến khác. Hiện tượng tạo nên khung cảnh đẹp mắt này là sự phát quang sinh học, khi phản ứng hóa học khiến ánh sáng tỏa ra từ sinh vật phù du. Trong đoạn video của nhiếp ảnh gia Patrick Coyne, đàn cá heo bơi qua làn nước có tạo phát quang sinh học nên chúng trông như phát sáng trong đêm. Hiện tượng phát quang sinh học xuất hiện phổ biến ở những sinh vật sống trong lòng biển sâu. Cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ cho biết có 80% số loài sống ở độ sâu từ 200 đến 1.000 mét dưới biển có khả năng phát quang sinh học. Hầu hết chúng phát ra ánh sáng màu xanh lam hoặc xanh lục. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới quanh ta hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.